cựu giám đốc bị tuyên 5 năm tù vì gây thiệt hại 45 triệu đồng, chánh án nói gì? Thầy trò huấn luyện viên Choi Sil đối diện nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 32. Xử phạt mạnh tay với hành vi báo chốt và xúc phạm uy tín lực lượng công an. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 6 tháng 5 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Vụ giám đốc bị tuyên 5 năm tù vì gây thiệt hại 45 triệu đồng, chánh án nói gì? Ông Lâm Quốc Tú, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, nói phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, diễn ra công khai, tòa không chịu bất kỳ áp lực nào. Sáng ngày 6 tháng 5, ông Lâm Quốc Tú, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vụ án bà Lê Thị Dung, cựu giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, nhận mức án 5 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây xôn xao dư luận. Ông Lâm Quốc Tú cho biết, bà Lê Thị Dung từng làm hội thẩm nhân dân Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên từ năm 2012 đến năm 2017. Tham gia nhiều phiên tòa, bà Dung được chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác xét xử của tòa án. Đây cũng là tình tiết giảm nhẹ, được nêu trong cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm. Cũng theo ông Tú, bản thân ông đã từng làm việc với bà Lê Thị Dung trong nhiều năm, việc xét xử bà Dung ông cũng rất trăn trở. Tuy nhiên, việc xét xử phải theo quy định của luật. Cụ thể, theo quy định của Bộ luật Hình sự, phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, điều 51 mới được xét xử dưới khung hình phạt. Trường hợp bà Dung ở khoản 2 chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nên không thể xử dưới khung hình phạt, tức dưới 5 năm tù. Trả lời câu hỏi về quá trình xét xử, tòa án có chịu áp lực gì không? Ông Lâm Quốc Tú khẳng định, chúng tôi không chịu bất kỳ áp lực nào trong quá trình xét xử, không có ai có thể can thiệp vào việc giải quyết của tòa án cả, bởi luật hình sự đã quy định việc can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết vụ án là phạm tội hình sự. Ông Lâm Quốc Tú nói quá trình xét xử diễn ra công khai, vô tư, có rất nhiều người dân chứng kiến theo dõi. Trong quá trình xét xử, bà Lê Thị Dung không nhận tội và không nộp số tiền khắc phục hậu quả của vụ án là 45 triệu đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung, nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 45 triệu đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung cho rằng tòa án xét xử không công bằng, số tiền chiếm đoạt chưa đến 45 triệu đồng nhưng mức hình phạt quá cao và đặt câu hỏi về tính khách quan của hội đồng xét xử. Chuyển sang tin tức thể thao, thầy trò huấn luyện viên Choi Sil đối diện nguy cơ bị loại khỏi SEA Games 32. Sau hai trận ra quân toàn thắng ở vòng bảng SEA Games 32 để vươn lên đứng đầu bảng A, thầy trò Choi Sil vẫn đối diện nguy cơ dừng cuộc chơi sớm nếu xảy chân trong hai trận quyết đấu với hai đối thủ chính Malaysia và Thái Lan. Đội tuyển U22 Việt Nam đã thắng Lào 2-0 và qua mặt Singapore 3-1 với sự tăng dần niềm tin của giới hâm mộ. Nhưng thử thách cho thầy trò Choi Sil chưa quá lớn ở bảng tử thần bởi họ không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Hai suất đi tiếp vào bán kết SEA Games 32 là cuộc đụng độ nảy lửa giữa Việt Nam, Thái Lan và Malaysia trong các trận đấu còn lại. Thầy trò Choi Sil mới qua hai trận mở màn chưa gặp thuốc thử đúng liều đã phải chịu nhiều áp lực từ mọi giới. Ngay cả ông thầy người Pháp trước giờ bóng lăn SEA Games cũng nhìn ra thứ sức ép lớn về những kỳ vọng về học trò. Ông phải đá tốt, đá đẹp và đá thắng. Mọi việc xuất phát từ việc huấn luyện viên Choi Sil khẳng định sẽ thay đổi cách chơi cho bóng đá Việt Nam từ lối phòng ngự phản công sang chủ động tấn công, đè nén đối phương. Ông muốn cầu thủ trẻ từ bàn đạp SEA Games sẽ nhận nhuyễn lối chơi mới để vượt tầm bể bơi Đông Nam Á và sớm hòa nhập vào top đội mạnh châu Á với tham vọng vươn ra đại dương thế giới 2026. Bên cạnh đó, thành công của tiền nhiệm Park Hang-seo với hai chiếc huy chương vàng SEA Games buộc người kế nhiệm không để xảy ra bất cứ sai lầm nào. Tuy nhiên, con đường mới của huấn luyện viên Choi Sil không trải toàn hoa hồng. Các học trò của ông đã thắng Lào 2-0 vẫn để lại những nỗi lo nơm nớp về một tuyến phòng ngự có thể bị khoan thủng bất cứ lúc nào, trong khi hàng công nhiều lúc không biết tìm cơ hội ở đâu. Sự quyết tâm và lối chơi của U22 Việt Nam có khá lên ở trận đấu thứ hai, thắng SEA Games 3-1. Các tuyển thủ trẻ tự tin cầm bóng và kiểm soát thế trận vượt trội, không chỉ vì đối thủ yếu kém hơn mình nhiều, nhưng đâu đó trong nhiều thời điểm,
Ông Choi Sil cũng bị lên ruột khi học trò phòng thủ sơ hở hay phối hợp chưa nhịp nhàng, chuyền bóng quá sớm hoặc quá muộn. Vấn đề quan trọng khác như bao đời tiền nhiệm của ông thầy Pháp từng nếm trải là khả năng tận dụng thời cơ của các chân sút chưa tốt. Hai trận thắng bỏ túi 6 điểm để lên ngôi đầu bảng A cho thấy U22 Việt Nam dần có lối chơi ổn định hơn từ những nỗ lực của các tuyển thủ trẻ, dù ông Choi Sil không thay đổi nhiều ở đội hình xuất phát lẫn thay thế. Tuy nhiên, ông thầy Pháp vẫn nhắn nhủ các học trò cần cố gắng hơn nữa và hy vọng họ chơi tiến bộ hơn, mượt mà hơn, hiệu quả hơn. Dù với tư cách đương kim huy chương vàng SEA Games và vẫn là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa này, nhưng mọi thứ sẽ trở thành công cốc nếu đội tuyển U22 Việt Nam sơ sẩy ở hai trận cuối vòng bảng lần lượt gặp U22 Malaysia vào ngày 8 tháng 5 và Thái Lan vào ngày 11 tháng 5. Ông Choi Sil cảnh báo học trò đây là hai đội bóng có trình độ cao hơn Lào và Singapore rất nhiều. Thuận lợi cho U22 Việt Nam là trước khi hai đối thủ này, Thái Lan và Malaysia, rơi vào thế tương tàn ở cuộc đụng độ giữa họ vào chiều ngày 6 tháng 5. Các cầu thủ Malaysia đang sống trong sung sướng sau khi dội cơn mơ gôn 5-1 vào lưới Lào, còn đương kim Á quân Thái Lan dễ dàng đánh bại Singapore 3-1. Dễ thấy, U22 Malaysia là một tập thể khó chịu với lối chơi áp đảo Lào trong suốt cả trận. Khác với cách mà U22 Việt Nam nhún nhường bởi sự kháng cự mạnh mẽ của chính đối thủ này. Tương tự, Thái Lan không khó vuốt mũi những chú sư tử trẻ Singapore bằng một đội hình đồng đều hơn. Trong các trận thắng ở bảng A, những người trong cuộc tự hiểu cuộc chậm chán cho hai suất bán kết chia đều cho tay ba giữa Malaysia, Thái Lan, Việt Nam. Chút thiệt thòi cho Malaysia là chỉ có vỏn vẹn 4 ngày gom quân luyện tập cho SEA Games, trong khi Thái Lan và Việt Nam có điều kiện tốt hơn lẫn sự từng trải thực chiến hồi cuối tháng 3 cùng đá giải U23 Doha Cup. Nhưng khi bóng vẫn còn lăn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tin tức cuối cùng, xử phạt mạnh tay với hành vi báo chốt và xúc phạm uy tín lực lượng công an. Ngày 6 tháng 5, Công an huyện Đầm Hà cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai trường hợp có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật và xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số bài viết thông báo những địa điểm mà lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông với mục đích để người tham gia giao thông né tránh và tìm cách đối phó. Thông qua công tác nắm tình hình, tối ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công an xã Đầm Hà đã phát hiện hai tài khoản Facebook cá nhân có đăng tải thông tin về hoạt động của tổ công tác Công an xã Đầm Hà đang làm nhiệm vụ giao thông, đồng thời có hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội an ninh phối hợp với Công an xã Đầm Hà đã điều tra và xác định hai trường hợp có hành vi vi phạm là NTTH, sinh năm 1995, trú tại xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, và NTPH, sinh năm 2002, trú tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà. Tại cơ quan công an, chị NTTH đã thừa nhận hành vi thông báo hoạt động tuần tra, kiểm soát giao thông của lực lượng công an trên mạng xã hội Facebook để mọi người biết, né tránh sự kiểm tra, kiểm soát, xử lý của lực lượng thực thi công vụ. Chị NTPH cũng thừa nhận đã có những câu từ bình luận xúc phạm uy tín lực lượng công an tại bài đăng tải của NTTH. Sau khi làm việc với cơ quan công an, cả hai trường hợp trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, gỡ bỏ các bài đăng của mình, đồng thời đính chính, xin lỗi cơ quan chức năng trên không gian mạng. Căn cứ tài liệu chứng minh thu thập được, ngày 4 tháng 5, Công an huyện Đầm Hà đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTTH về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật được quy định tại Điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, xử phạt hành chính đối với NTPH về hành vi xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức được quy định tại Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ. Mỗi trường hợp bị xử phạt số tiền là 7.500.000 đồng. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!